Anh ơi, chồng em rất hay thích nói chuyện trêu đùa với em gái em, trêu bình thường thường thôi ạ à. Nhưng điều đó làm em không vui. Như vậy có phải là em đang bị khập khiễng không ạ à? Và cái điều đó nó thể nói như thế này nè, ở một cái mức độ nào đó điều đó hiển nhiên nó làm em không vui, là tại vì anh ta có tính trêu đùa. Mà một người anh rể trêu đùa, nó có nhiều cái cách trêu đùa, có những cái cách trêu đùa nó không làm cho người khác bị tổn thương, nó không làm cho người khác lo lắng. Nhưng mà có những cái trêu đùa mà nó có cái đi theo hướng nam nữ, nó có thể sẽ làm cho em bị tổn thương. Thì cái đó nó không nhất thiết là ở phía em không, nó vẫn có thể từ phía chồng em. Tức là anh ta đi quá cái giới hạn cho phép, cho nên là anh không xác nhận được là tại em hay là tại anh ta. Nhưng mà ở đây nè, nếu như anh ta đi quá cái giới hạn đó thì cái cảm giác em thấy cái này không ổn là hợp lý. Tại vì là con người, chúng ta vẫn phải có một cái mức độ cảm giác, nhưng mà đừng thái quá thôi. Nhưng mà ở đây em hỏi anh là có phải là bị em khập khiễng hay không thì cũng chưa chắc. Tại vì thực sự anh ta có thể có những cái hành động thái quá, và bản năng em, cho dù em là một người thăng bằng, em vẫn sẽ thấy là đây là cái cần phải điều chỉnh, chứ không nhất thiết là em khập khiễng quá. Không biết, tại vì ở đây em không biết. Em nói là bình thường, như thế nào là bình thường anh không biết được, đúng không? Tại vì anh ta trêu đùa nhiều khi không bình thường đâu. Ok, nhưng mà một cái như thế này là nếu một cái hôn nhân tốt đẹp là người chồng phải nhận ra điều đó, hiển nhiên luôn á, là người chồng phải nhận ra điều đó. Mà nếu như mà có kết nối tốt, thực ra khi có kết nối tốt thì người chồng đã không làm điều đó rồi, người ta đã nhận ra trước khi làm. Ok, nhưng mà giả sử nếu có một cái kết nối tốt thì khi chuyện xảy ra như vậy, chồng em sẽ đưa được cái thông điệp và chồng em sẽ nhận được điều đó và sẽ không làm nữa để em bị tổn thương. Ok, thì anh nói vậy để em thấy là cái giải pháp nó nằm bên đó. Tuy nhiên em không hỏi về giải pháp. Anh ơi, chồng vô tâm nên làm gì ạ? Rồi cái câu này tính làm bên TikTok đó hỏi. Chắc để anh trả lời bên TikTok. Bên TikTok trả lời ngắn lắm, tại vì có 30 giây một lứa. Còn thôi trả lời cho em nè. Khi em muốn biết được nên làm gì khi chồng vô tâm thì em phải hiểu tại sao chồng vô tâm, đúng không? Nếu em không hiểu được tại sao nó gây ra cái hiện tượng đó thì bố bảo cũng không biết sửa đầu nào nữa. Mà biết không? Cái máy sấy của anh bị hư. Ok, nó mới hư. Ok, khi nó hư nó chỉ có một cái nè, bấm nút nó không chạy. Thường nó hư vậy. Thì anh không biết tại sao, nhưng mà sau đó anh mới đòi nó biết sao. Khi kêu thợ tới sửa, người ta nói bây giờ Covid, người ta ngại tới nhà lúng túng lang tan, mà đi mua cái máy sấy bây giờ nó ship về nhà là tới một tuần mấy, 2 tuần. Mà khổ một cái là cái máy sấy đó mà phải cùng y chang cái loại mà nó cùng loại cái model của cái máy giặt thì nó mới chồng lên được. Tại vì nó có một cái bộ để nối hai cái đó lại. Mà nếu như không chính xác là cái model đó, tức là cùng cái loại máy sấy đó, thì không có nối được. Mà máy giặt của anh là buộc nó phải chồng máy sấy lên trên máy giặt, tại vì nó không đủ chỗ, mọi thứ nó nằm đâu vào đó hết rồi. Mà bây giờ đi mua cái máy giặt đó, mua máy sấy nó mua không được. Thế thì anh quyết định anh sửa. Quê rồi, anh nói với bà xã anh sửa rồi. Ok, nhưng mà để sửa đó, thì anh phải tìm được nó hư chỗ nào. Thì anh tìm được là cái bo mạch mà nó ra lệnh đó. Tức là cái máy nó vẫn quay được, cái dây cura nó vẫn quay được, bộ phận làm nóng để sưởi, để làm cho quần áo nó khô trong cái máy sấy đó, nó vẫn hoạt động. Nó chỉ có cái bo mạch lúc mà ra lệnh đó, nó bị hư. Thì bên trong anh không biết, nhưng mà nó bán cái đó và anh mua, anh thay cái bo mạch mới, không có gì. Thì anh tìm được cái nguyên nhân của nó. Thế thì đây nè, khi chồng em vô tâm, em phải hiểu được nguyên nhân. Và đây là một cái gần như tất cả, gần như chứ mấy trăm, gần như tất cả có nghĩa sao biết không? Chứ còn một tí xíu nữa là tất cả. Gần như tất cả các bạn nữ không hiểu, không biết tại sao. Đương nhiên bạn nào mà nghe livestream Tuấn Lê thì có một số bạn nghe rồi nhận ra, chấp nhận tin và có hành động sửa chữa. Ok, nhưng một số bạn thì nghe rồi hiểu nhưng mà không làm tới được. Một số thì sao biết không? Không hiểu, không tin, tại các bạn không chấp nhận điều đó. Ok, thì cái đó tùy. Tuy nhiên đây là nguyên nhân. Một người chồng mà vô tâm có nghĩa rằng ở trong cái hôn nhân đó, ông chồng không có yêu bà vợ. Nói như vậy để cho dễ hiểu. Bây giờ quay về tả nguyên cái thời kỳ hẹn hò, em sẽ rối nùi. Bây giờ ông chồng vô tâm tại sao? Cái nguyên nhân mà để nhìn ra rõ được kế tiếp, bóc cái vỏ hành ra một lớp thôi, nhìn cái lớp bên trong á, cái nguyên nhân ngay một lớp thôi, là tại ông không yêu người vợ. Bây giờ nếu mà em hỏi tiếp, anh Tuấn ơi tại sao chồng lại không yêu vợ, hoặc cái đó đi tiếp thì em sẽ thấy có thêm câu trả lời, đúng không? Nhưng mà bây giờ vậy nè, anh chỉ đưa cho em một cái nguyên nhân vừa trước đó để dẫn tới việc vô tâm, là người chồng không yêu người vợ cho nên mới vô tâm. Thì em bắt đầu nối cái anh nói hồi nãy là nguyên nhân vào đi, em sẽ thấy là giờ ông vô tâm, tại sao ông vô tâm ta? Bây giờ cái cách họ mình hỏi là chồng vô tâm thì làm gì? Bây giờ ông Tuấn Lê nói là để hiểu coi tại sao ông vô tâm cái đó. Thì bây giờ nghĩ ra được là tại vì ông không yêu vợ cho nên mới vô tâm. Bây giờ em tưởng tượng cũng cái ông chồng đó mà yêu một đứa con gái nào đi, tại vì nói yêu em thì em sẽ thấy là nó em sẽ bị chủ quan, em không cảm nhận được. Bây giờ một người đàn ông yêu một đứa con gái nào đi, yêu kiểu gì biết, miễn là cuồng nó đi, hỏi có vô tâm không? Dí theo như điên. Vô tâm gì, dí theo như điên luôn. Thế thì bây giờ nè, mình đã nhận ra là cái cảm giác yêu của ông chồng cho bà vợ đó tụt nhiều lắm rồi. Nói một cách mà sổ sàng hơn á là ông không yêu bà vợ. Còn nói một cách nghe có vẻ như nhẹ nhàng hơn mà không có phán xét là cảm giác yêu của chồng tụt cho vợ. Nói vậy nghe mình sẽ thấy nó không có phán xét, nó không có đầy cái tính phán xét trong đó, thì nghe nó dễ chịu hơn chút xíu. Thì lúc đó ông vô tâm. Thế thì bây giờ em hỏi câu hỏi anh, làm sao trong hết vô tâm? Thì câu trả lời này em làm sao không biết cái đoạn dưới á. Nhưng mà để đi tới được cái điểm là ông có tình cảm với vợ. Đương nhiên cái chữ có tình cảm với vợ đó, trong đó mà nếu gạch đầu dòng ra em sẽ thấy là sự kết nối, đúng không? Những xây dựng về hôn nhân mới ra sự kết nối, đúng không? Phiên bản của bà vợ, đúng không? Sự tổn thương của hai người nó phải xuống thấp, đúng không? Rồi những cái về phần xây dựng nó phải có để ra được tới những cái đó. Okay. Rồi đóng mặt lại nè, ông phải yêu bà vợ. Thì lúc đó ông sẽ không vô tâm nữa. Do đó làm gì? Làm cái phần ở dưới góc nãy em nói, làm sao để xây dựng lại cái cảm giác đó. Ok, đi tới đây một số bạn có thể sẽ không chấp nhận. Số nhỏ nó nói là tại sao tôi phải xây cho ổng vô tâm của tôi phải xây. Mình không có xây cho ổng, mình xây mình. Và mình xây mối quan hệ, mình không có xây ổng. Mình xây ổng không có được, và mình xây ổng, ổng cũng không hết vô tâm. Cho nên là cái giải pháp làm cho đó đó. Bởi cho nên tại sao có những cô gái chẳng xây gì người đàn ông. Để em thử em nghĩ coi, hồi nãy em nói cái ông đàn ông gặp nhỏ đó, ông cuồng nhỏ đó. Bây giờ là con nhỏ nó chẳng xây gì ổng cả, nó chẳng làm gì cho ổng cả. Ổng mới gặp nó có 2 ngày thôi, ổng đâu làm gì, nó đâu làm gì cho ổng đâu. Thậm chí ổng dụ nó đi chơi nó còn thèm nữa. Mà sao ổng lại có tâm với nó nhiều vậy? Thì rõ ràng không phải là tại vì nó xây cái gì đó với ổng, nó bắt ổng thay đổi cái gì đó, nó chẳng bắt gì. Nhưng mà con cái gì không? Là nó là cái đứa mà ổng rất muốn có cảm giác, và ổng rất muốn có nó. Vậy thôi. Thì nó xây cái gì mà ổng lại muốn có nó xây bản thân nó. Nói vậy thôi, nó chẳng cần làm gì cho ổng cả. Ổng chạy theo, ổng có tầm. Cho nên là một số bạn sẽ nói là tại sao mình phải xây cái gì đó cho ông chồng để ổng hết vô tâm. Mình đâu xây gì cho ổng đâu. Thực ra mình không xây được. Đúng không? Đó, trả lời em biết đủ chưa nữa. Khó ghê á, muốn trả lời mấy câu đó thì khó lắm luôn á. Giống như mình phải đi vào cái câu chuyện đó, mình phải nhìn ra được cái điểm mà người ta thường không nhận ra về mặt nguyên nhân là cái tạo ra. Rồi mình phải cố gắng đưa được cái điểm đó ở một cái góc tốt nhất để người ta có thể thấy là đầy đúng. Đặc biệt là những bạn đang trong sự tổn thương, đầy phán xét, đầy mong đợi. Khi mà đưa ra mà không đưa được đúng cái góc thì cái khả năng họ đón nhận được nó lại thấp hơn. Ok. Tuy nhiên đó là cái tốt nhất anh có thể làm được qua cái màn hình máy tính này. Tiếp tục nè. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.